Xin chào các bạn đã quay trở lại với review công nghệ. Hiện tại trên tay mình đây là con Mi 10i, một chiếc máy mà đã lên ROM quốc tế rồi và mình dùng trong quá trình chơi game của mình cảm thấy nó hơi bị yếu, nên là mình sẽ thử up trở lại ROM nội địa xem nó sẽ như thế nào anh em nhé. Và tất nhiên chiếc điện thoại này đã được unlock rồi, thì nếu anh em nào chưa biết cách xin cấp quyền unlock nó thì anh em hãy xem lại video trước mình đã hướng dẫn rồi. Ok, thì trước vài video up ROM, anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết luôn anh em nhé. Ok, thì để up ROM chiếc điện thoại này, anh em hãy có cho mình một chiếc máy tính hoặc là laptop gì đó đây. Như mình đang làm với chiếc laptop đây. Và nếu anh em nào có thắc mắc về up ROM cũng như là muốn tìm hiểu thêm nhiều biến thể ROM khác nhau thì anh em có thể tham gia vào group chuyên về up ROM để anh em giao lưu. Mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho anh em có thể bấm vào và tham gia cho vui anh em nhé. Ok, giờ thì mình sẽ up ROM chiếc điện thoại này. Trước bắt đầu thì con máy của mình đang ở là phiên bản Mi 12 quốc tế luôn anh em nhé, global đây. Đấy, bây giờ thì mình sẽ chuyển nó qua phiên bản nội địa để xem thử dùng trải nghiệm nó như thế nào, nó có ok hơn là bản quốc tế hay là không anh em nha. Thì để up được ROM, anh em hãy tải cho mình là cái ROM nội địa của máy. Và để tải được ROM, anh em cũng sẽ vào cho mình cái phần là Mi Film. Đấy, anh em vào cho mình là cái trang Mi Film, anh em vào trong máy tính của anh em vào trang Mi Film, mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em luôn, anh em bấm vào. Rồi, ở đây thì anh em hãy tìm cho mình tên máy của anh em. Đấy, nhưng mà là Mi 10i đây. Anh em gõ tìm vào. Đấy, bây giờ thì nó sẽ ra máy của anh em. Anh em tải về. Rồi, anh em nhấn vào. Đây, nó sẽ ra nhiều cái bản ROM cho anh em. Global, China hay là EU gì đó. Anh em muốn up ROM nào thì anh em tải ROM đó thôi. Anh em nhấn vào thì nó sẽ hiện ra những cái phiên bản ROM cho anh em. Ok, anh em lưu ý là nên kiểm tra tên máy của mình thật kỹ, mẫu máy của mình thật kỹ, để mà khi up ROM thì sẽ không bị lộn anh em nhé. Đây thì mình sẽ tải các bản China, cái bản ROM ở đây thì mình sẽ tải cái phiên bản bằng với cái phiên bản trong máy anh em nhé. Đây, phiên bản máy mình đang ở là MIUI 12.5.5 thì mình sẽ tải MIUI 12.5.4 đi, 4.6 cũng được anh em nhé. Đấy, rồi anh em nhấn vào download này. Ok, ở đây thì anh em có thể nhấn vào hai dòng này, anh em nhấn cái nào cũng được, nhấn tải về. Mình thì mình có tải đây rồi. Đấy, anh em. Và đây thì mình đã download luôn cái phiên bản ROM của nó rồi. Đấy, mình đã lưu vào cái ổ đĩa D rồi. Anh em khi tải về giải nén nó ra và để một thư mục anh em nhớ vị trí của nó anh em nhé. Anh em có thể để ngoài desktop để cho dễ nhớ thì cũng ok. Ok, thì mình đã để nó trong ổ đĩa D rồi, file tên ROM đây. Rồi. Rồi tiếp theo anh em hãy vào cho mình cái phần mềm Mi Flash đây. Đây là cái này đây. Mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em nhấn vào tải về giải nén nó ra như thế này thôi. Rồi, anh em hãy kết nối chiếc thoại anh em với chiếc máy tính. Trước khi ấn cáp thì anh em hãy cho chiếc thoại của anh em vào chế độ Fastboot. Và để vào được chế độ này thì anh em hãy nhấn giữ cho mình đồng thời là hai phím cùng một lúc nha. Phím nguồn và phím giảm âm lượng. Anh em nhớ nhé, hai phím cùng một lúc, phím nguồn và phím giảm âm lượng này, như này đây. Đấy, anh em nhấn vào, nhấn giữ vào luôn nha. Anh em nhấn vào cho mình đến khi mà nó tắt nguồn luôn. Đây, tắt nguồn luôn. Đây, anh em cứ nhấn giữ đi, nhấn giữ đến khi nào mà nó hiện ra cái chế độ Fast Boot như thế này. Đây, rồi anh em buông ra. Đấy, anh em buông ra. Rồi, giờ thì chiếc thoại của mình đã vào được chế độ Fast Boot rồi anh em nhé. Giờ anh em hãy gắn cáp kết nối chiếc thoại này với máy tính. Đây, anh em gắn cáp vào. Sau khi ấn cáp thì anh em lưu ý cho mình một điều, anh em hãy tích cho mình vào cái phần clear all dưới đây. Em tích vào đây, thằng này rất là quan trọng đấy nhá. Nếu mà anh em nhấn vào thì nó sẽ xóa hết dữ liệu cũ đi. Anh em mà không tích, anh em để clear and lock thì chiếc máy của anh em sau khi mà up ROM xong á, nó sẽ lock lại, nó treo máy luôn nhá. Nên là cái này cực kỳ là lưu ý. Rồi, giờ anh em bấm vào cái phần select ở trên này. Đấy, nhấn vào. Anh em chọn tới cái file ROM mà anh em đã lưu. Đây, để D đây. Mình lưu để D đây, anh em nhấn vào. Đấy, chọn vào. Rồi, nhấn sâu vào hơn. Đây, cái file ROM đây, nhấn. Sau đó thì anh em nhấn OK. Rồi, tiếp theo thì anh em hãy kiểm tra cho mình là chiếc máy này đã được kết nối với chiếc máy tính chưa. Thì anh em hãy nhấn vào cái phần Repack ở đây. Anh em nhấn vào. Đấy, anh em nhấn vào. Rồi, giờ thì chiếc máy đã được kết nối rồi anh em nhé. Đấy, sau đó thì anh em bên cạnh anh em nhấn vào cái phần flash luôn. Đấy,
Rồi, giờ máy của mình đã bắt đầu chạy rồi anh em nhé. Thì khoảng thời gian này anh em cứ ngồi đợi cho nó chạy thành công là xong. Anh em không cần phải làm bất cứ một gì cả anh em nhé. Rồi, trong tầm khoảng là 10-15 phút thì chiếc máy mình đã chạy xong rồi. Ok, giờ anh đang lên đây, nó sẽ tự kích hoạt lại cho anh em thôi. Anh em cứ chờ tầm khoảng là vài phút thôi, nó tự lên. Đấy, rồi chiếc máy mình đã lên rồi anh em nhé. Ok, thì chiếc máy của mình nó đã lên rồi. Bây giờ thì mình kích hoạt vào dùng bình thường thôi. Đây, anh em cứ vào như bình thường. Đấy, bỏ qua này, bỏ qua. Đấy, nên giờ nó cứ vào bình thường thôi. Đấy. Và anh em lưu ý là trong quá trình đang ốp trom thì anh em nên để dây cáp nó chắc chắn một tí, đừng để nó bị tuột ra anh em nhé. Hên xui nó tuột ra và nó rơi cáp gì đó thì chiếc máy này hên xui nó bị chết máy luôn anh em ạ. Tốt nhất thì anh em nên làm nó với một cái laptop giống như mình đây, để mà khi điện có bị mất hay gì đó thì nó sẽ không bị mất nguồn chiếc máy tính. Đấy, rồi. Đấy, giờ thì sử dụng tiếng Anh thôi anh em nhé, chứ không có tiếng Việt đâu. Rồi một góc mà anh em. Ok, thì rồi mình đã hướng dẫn các em cách úp ROM một chiếc thoại trở lại về ROM nội địa anh em nhé, để xem cái trải nghiệm của mình với chiếc thoại này dùng ROM nội địa nó như thế nào. Và mình sẽ làm thêm một vài con máy nữa. Anh em có ý kiến gì thì cứ để lại dưới phần bình luận anh em nhé. Còn giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.